Xin chào các bạn, mình là admin của kênh Phái Đẹp ORG. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian ghé thăm kênh. Mình hy vọng là video của mình sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Cách dưỡng trắng da từ trong ra ngoài, xóa sạch mọi vết thâm nám trên mặt chỉ sau 30 phút. Trong cuộc sống hiện đại vô cùng bận rộn như hiện nay, chị em chúng ta đều phải thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng vô cùng gay gắt, khí hậu lại nắng nóng khắc nghiệt. Không những thế, sự ô nhiễm đến từ khói bụi và môi trường đã xâm hại đến làn da của chúng ta. Những nguyên nhân trên là một trong những lý do khiến cho da chúng ta lúc nào cũng bị đen sạm, da không còn trắng sáng, tình trạng da bị lão hóa cũng xuất hiện sớm hơn, các vết thâm nám tàn nhang cũng thi nhau nở rộ trên gương mặt, khiến chị em chúng ta trở nên lo ngại về làn da của chính bản thân mình. Thay vì bỏ hàng triệu ra để mua mỹ phẩm đắt tiền, tại sao bạn không sử dụng các loại mặt nạ tự chế làm từ tự nhiên? Bạn biết không, các loại mặt nạ làm trắng da tự nhiên này rất dễ làm, rất lành tính, có thể áp dụng cho mọi loại da, đặc biệt là rất tiết kiệm chi phí. Trong video hôm nay, kênh Phái Đẹp sẽ chia sẻ với các bạn một mẹo làm trắng da đang được chị em tin dùng. Nào, chúng ta cùng bắt đầu ngay nhé! Để thực hiện phương pháp làm trắng da này, các bạn hãy chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau. Thứ nhất là một miếng bơ chín. Tiếp theo là một ít sữa chua không đường, bạn nhớ phải chọn loại không đường nhé. Và một ít mật ong. Đây chính là ba nguyên liệu của chúng ta. Cách để chúng ta thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ bóc vỏ của quả bơ đi. Bạn có thể quan sát thấy là quả bơ của mình đã chín nên mình bóc vỏ rất dễ dàng. Bơ sau khi đã bóc vỏ rồi thì chúng ta sẽ cắt nhỏ và cho vào trong cối xay sinh tố cho mình. Tiếp theo chúng ta sẽ cho sữa chua. Bạn căn chỉnh làm sao cái lượng sữa chua và lượng bơ theo tỷ lệ 1:1 nhé. Giờ chúng ta sẽ đem xay nhuyễn hai nguyên liệu này. Đây chính là phần bơ và sữa chua mình đã xay xong. Giờ mình sẽ cho ra bát. Với 2 thìa bơ và sữa chua xay này thì bạn cho vào cho mình nửa thìa mật ong. Tiếp theo bạn hãy đánh đều tay để cho các nguyên liệu của chúng ta hòa quyện, tạo thành một hỗn hợp đồng nhất là xong. Đây chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần các bạn này. Bạn thấy không? Rất là nhanh và rất dễ làm. Mình chắc chắn là ai cũng có thể làm được ngay tại nhà đúng không nào? Cách để các bạn sử dụng bát hỗn hợp này dưỡng trắng da tại nhà như sau. Bước đầu tiên là bạn hãy vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khuôn mặt bằng nước ấm. Sau đó bạn lau khô mặt. Tiếp theo bạn sử dụng bát hỗn hợp chúng ta vừa làm, thoa đều lên toàn bộ khuôn mặt. Thoa đến đâu,
bạn hãy sử dụng các đầu ngón tay của mình massage nhẹ nhàng trên toàn bộ khuôn mặt đến đó. Việc massage này sẽ giúp cho các cái dưỡng chất có trong hỗn hợp chúng ta vừa làm có thể thẩm thấu vào sâu bên trong từng tế bào da. Như vậy thì hiệu quả dưỡng trắng da sẽ đạt cao nhất. Sau khi bạn thoa và massage xong thì bạn lưu lại hỗn hợp trên da mặt thêm khoảng 30 phút nữa. Sau đó bạn rửa lại mặt bằng nước mát là xong. Bạn biết không, loại mặt nạ mà mình vừa chia sẻ tuy đơn giản nhưng lại có khả năng giúp bạn lột xác rất ngoạn mục đấy nhé. Da bạn có đen đến mấy cũng sẽ nhanh chóng bật tông ngay. Và nếu như bạn kiên trì áp dụng mặt nạ này 2-3 lần trên một tuần, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da trắng mịn vạn người mê. Hãy áp dụng ngay hôm nay để tự tin tỏa sáng mọi lúc mọi nơi bạn nhé. Chúc các bạn thành công và sớm có làn da như ý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thấy video hữu ích, bạn hãy like, chia sẻ với bạn bè cùng xem. Hãy comment ý kiến của mình. Và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh miễn phí để thường xuyên được cập nhật những kinh nghiệm làm đẹp hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.